Mình sẽ đi vào cái con hẻm sung sướng ở ngay đường Lê Thánh Tôn và số 8A Hái Văn Lung quay cho mọi người xem nha. Hiện tại trời mưa, mình không biết bên trong nó sẽ có cái gì thú vị hay không, thì mình sẽ đi mình quay cho mọi người xem nha. Ok, mình sẽ đi từ đường ngay Ngô Văn Năm. Hiện tại mình đi đường Ngô Văn Năm, mình đi vô là nó là gọi là bắt đầu là phố Nhật. Hiện tại là mình đang ở ngay đường Nguyễn Siêu nè, thì rẽ trái là mình sẽ đi ra đường Hái Văn Lung, nhưng mà mình không có đi vô Hái Văn Lung nha. Mình sẽ đi từ 15B Lê Thánh Tôn, sau đó mình sẽ ra hẻm 8A Hái Văn Lung. Đi là vô là 15B Lê Thánh Tôn và ra là đi ra số 8A Hái Văn Lung. Thì 8A Hái Văn Lung là nằm phía trước là siêu cục cây á. Hôm nay trời mưa thì không biết mấy hoạt động ở phố cái hẻm sung sướng nó sẽ như thế nào thì mình sẽ đi quay cho mọi người xem. Mưa thì nó quay sẽ không được sắc nét lắm, thì mọi người thông cảm một chút xíu nha, tại vì mưa quá mình cũng ráng mình quay cho mọi người xem, thì quay tới đâu được thì hay tới đó thôi, chứ không biết làm sao giờ. Quay cũng sợ bị người ta lụm lắm chứ bộ, vô đó có chuyện gì cái đất lụm luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi nha. Thì cái khúc này là khúc đường Ngô Văn Năm nè. Đó, đây là cái phố Nhật nè. Thì cái khúc này thì đa phần là bán đủ thứ món á. Á Âu, Nhật, Hàn, cái gì cũng có hết mọi người. Các bạn đi vào buổi tối 9-10 giờ thì anh sẽ thấy được cái đặc sản của hẻm phố đèn đỏ. Còn giờ thì mưa quá nên nó cũng hơi bất tiện một chút. Đó mọi người thấy không? Mưa quá dơ giấy. Các bạn thấy không? Trời ơi toàn là gáy xinh không á. Giờ mình sẽ bắt đầu đi vô đường Lê Thánh Tôn nè. Đó, đường này đường Lê Thánh Tôn nè. Buổi tối bây giờ này thì không biết mấy em gái nó có tiếp hay không. Đó, phía bên trái mình nè, mấy em áo trắng. Nói chung nó có còn hai con hẻm để đi vô. Một hẻm 15A thì các bạn chạy vô thì nó không bằng 15B thôi. Mọi người thấy không, hiện tại bây giờ là mọi người khách du lịch ra đi dạo và đi ăn cũng khá là nhiều á. Đó, các bạn thấy không, mình xíu rồi. Giờ mình quay ở phía ngoài cho các bạn xem rồi sau đó mình sẽ vô nha. Tại vì hôm nay ngày thứ 6 á, nên bên trong nó đông lắm. Mình sẽ phải set up lại cái cam đó. Đợi chút xíu nhá, mình quay ở phía ngoài cho các bạn xem một chút xíu sau đó thì mình sẽ vô. Vô bên trong quay thì mình phải quay từ từ. Tại vì cái cam mình hôm nay nó hơi lộ một xíu.
nay trong đây đông quá mọi người ơi. Mình vô đây lấy đồ ăn cái. Đó các bạn thấy không? Hôm nay ngày thứ sáu mà mình thấy là khá là đông á. Hôm nay đông quá mọi người ơi. Đó, các bạn thấy không? Đi dạo mấy chục vòng cho các bạn xem. Oh, sorry. Thôi giờ mình đi ra nha các bạn. Chứ ở đây lâu quá không có tốt. Nên mình sẽ out. Ok, thế là mình đã quay xong cho các bạn nha. Thì đây là cái số hẻm 8A nè. Ok các bạn, thì mình đang ra hẻm số 8A nè. Chứ mình ở trong đó hoài thì không có tốt, không có nên. Bởi vì nếu mà nó chụp được cái là thấy bà nội mình luôn á. Thì hôm nay hiện tại bây giờ là trời đang bắt đầu mưa lâm râm. Nên mình vô mình quay cho các bạn xem đó. Trời ơi, giờ này đi ngắm mấy gái, ngắm mấy bạn gái xinh cũng khá là nhiều luôn á. Giờ mình sẽ đi về ngay khúc Vincom đây. Hôm nay ngày mưa thì mình thấy là bất ổn lắm luôn mọi người. Sài Gòn hiện tại lúc nãy là chiều á, mình chạy 4 giờ, 3 giờ, trời ơi, nắng đẹp
thời tiết cực kỳ gọi là trời trong xanh, ta nói là nhìn view lắm mắt cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên tới gần 5 giờ bắt đầu chuyển mưa cực. Mình đi về quận 8 cho tụi nó, tại vì mưa đứng đây thôi chứ không biết đứng đâu hết á. Có mặc áo mưa không? Mưa hơi giờ không cảm tí nha. Hả? Sao ạ? À, nhớ follow kênh tôi nha. À, thấy thằng nào chạy video là nó đó. Trời mưa nó nên nó hơi bất tiện xíu à. Ý là trời mưa nó hơi dơ xíu. À giờ này mình đi về luôn mà đúng không? Ý là giờ này đi về luôn mà đúng không? Ok. Trời có cú xe này mừng lắm đó chứ bộ. Ý là có cú xe này mừng lắm, được đi về nhà. Cũng chờ gần 10 phút nó mới phát đơn cho mình chạy á. Ủa, nay sao không đặt ráp ca về cho nó khỏe tí. Như tao máy cho nó lẹ đúng không? Chứ ráp ca hình như bây giờ nó đang nhân giá nè. Ý là mình đi ráp ca nó nhân giá quá trời luôn. Lần đầu tiên chạy vô đây luôn á trời. Chạy đáp biết bao nhiêu năm mà đây là lần đầu tiên vô. Cuối đường luôn đúng không? Cảm ơn nha. Từ từ thôi xe nó cao. Xong rồi mọi người ơi, kết thúc chuyến xe thôi. Bây giờ mình sẽ đi đây. Yes go. Chuyến xe này là mình chạy từ phía bên lên Vĩnh Tôn, mình đi về tới ngay Âu Dương Lân. Trời.